Vâng, chào Phương Hà. Xin chào các bạn. Vâng, Trang Cơ xin trân trọng chào tất cả mọi người. Hôm nay cả Trang Cơ muốn giới thiệu với các bạn một bài viết rất ý nghĩa và rất hay của Trung tướng Nguyễn Thanh Tuấn, nguyên Cục trưởng Cục Tuyên huấn, Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam. Vâng, bài viết được đăng trên tuần báo Văn nghệ Thành phố Hồ Chí Minh, số báo 507 ra ngày 26 tháng 7 năm 2018. Đây là bài viết mà Trần Ngơ thấy rằng nó rất hay, rất đúng với tình hình thực tế và nó cũng rất đúng với đạo lý của người Việt Nam chúng ta. Đó là tiên trách kỷ, hậu trách nhân. Có được cái tình trạng lộn xộn, có cái bức xúc trong dư luận là do chính chúng ta tạo nên. Những người, nhất là những người làm trong công tác lịch sử. Trần Ngơ thấy rằng trong bài viết này nó toát lên một cái ý như thế. Và bây giờ Trần Ngơ muốn giới thiệu với tất cả mọi người, với các bạn bài viết của Trung tướng Nguyễn Thanh Tuấn. Và cũng như mọi khi, sau những cái đoạn, Trần Ngơ sẽ chia sẻ những suy nghĩ của mình để cùng chúng ta cùng tham khảo. Và Trần Ngơ xin phép được đọc. Vâng, xin nhắc lại bài viết của Trung tướng Nguyễn Thanh Tuấn được đăng trên tuần báo Văn nghệ Thành phố Hồ Chí Minh, trong số báo 507 ra ngày 26 tháng 7 năm 2018. Không được xuyên tạc lịch sử, đó là đầu đề của bài viết. Trần Ngơ xin được bắt đầu. Chúng ta đã biết chủ nghĩa xét lại ra đời sau khi cách mạng tháng 10 Nga thành công, mà đỉnh cao là dưới thời Khrushchev. Song thời kỳ đó nó đã bị những người cộng sản chấn chỉnh ở Liên Xô đánh bại. Thế nhưng đến những năm 80 của thế kỷ 20, chủ nghĩa xét lại đã phục hồi mạnh mẽ, trở thành trào lưu hòa tấu cùng các trào lưu khác, lại được người đứng đầu Đảng Cộng sản Liên Xô cổ suý. Để rồi bằng sự xuyên tạc bóp méo lịch sử, họ đã bôi nhọ các gương anh hùng cách mạng, họ tập trung hạ bệ thần tượng Stalin, và kế đó là tấn công hạ bệ thần tượng lãnh tụ vĩ đại của giai cấp vô sản thế giới Vladimir Ilyich Lenin. Khi thần tượng Lenin sụp đổ cũng là lúc Gorbachev tuyên bố giải tán Đảng Cộng sản Liên Xô, dẫn đến sự tan rã của Liên bang Cộng hòa Xô chủ nghĩa Xô Viết. Một sự kiện chấn động làm cả thế giới bàng hoàng, ngay cả kẻ thù của Liên Xô là Đế quốc Mỹ cũng không thể hình dung tan rã nhanh đến thế. Vâng, tác giả đã nhắc tới giai đoạn lịch sử ở Liên Xô, một nước xã hội chủ nghĩa hùng mạnh trên thế giới, nhưng cũng chỉ vì chủ nghĩa xét lại mà đất nước Liên Xô hùng mạnh đã tan rã, và sự tan rã nhanh tới mức chính nước Mỹ cũng không thể ngờ rằng. Và chúng ta cũng lưu ý trong đoạn văn này, anh Nguyễn Thanh Tuấn cũng đã nhắc lại cái chủ nghĩa xét lại nó đã có từ rất lâu, từ thời Khrushchev, nghĩa là những năm đầu thập kỷ 60 của thế kỷ 20. Nhưng lúc bây giờ, nhờ những người cộng sản Liên Xô đã nhìn rõ ra được cái nguy cơ của chủ nghĩa xét lại, cho nên họ đã chấn chỉnh lại, và cái chủ nghĩa xét lại thời kỳ Khrushchev đã bị dẹp bỏ. Nhưng đáng tiếc cái sự chấn chỉnh, cái sự tu dưỡng đó nó không được thường xuyên và xuyên suốt, cho nên đến những năm cuối của thập kỷ 80, thế kỷ 20 thì chủ nghĩa xét lại ở Liên Xô lại được dịp phát triển, và chính do Đảng Cộng sản Liên Xô
đã không nhìn rõ được cái nguy cơ này, cho nên Liên Xô đã sụp đổ. Đây là bài học vô cùng đắt giá và cũng rất có ích đối với đất nước Việt Nam chúng ta. Vâng, mở đầu thì anh Nguyễn Thành Tuấn đã cho chúng ta một cái gương để chúng ta nhìn vào đó để rút kinh nghiệm cho đất nước chúng ta. Vâng, Trần Ngôi xin phép được đọc truyện. Trước sự kiện này, nhà thơ Tố Hữu nhanh chóng có bài thơ Chân Lý Vẫn Xanh Tươi phản ánh về sự sụp đổ của Liên Xô và các nước xã hội chủ nghĩa ở Đông Âu. Trong bài thơ có đoạn chỉ đúng sự thật về chủ nghĩa xét lại lịch sử ở Liên Xô lúc bấy giờ, rằng cả đàn sói chồm lên cắn vào lịch sử, cào chiến công, xé cả xác anh hùng. Vâng, xin lỗi, có một cuộc gọi Messenger đấy. Vâng, Trần Ngơi xin đọc lại cái bài thơ của nhà thơ Tố Hữu, nói rất đúng về, nó rất đúng và rất đúng sự thật về chủ nghĩa xét lại lịch sử ở Liên Xô lúc bây giờ, là cả đàn sói chồm lên cắn vào lịch sử, cào chiến công, xé cả xác anh hùng. Ôi, nỗi đau này là nỗi đau chung, lương tâm hỏi lẽ nào ta tự sát. Lũ phản bội điên cuồng hèn nhát và cả bầy quân cướp nước giết người, chớ vội cười, chân lý vẫn xanh tươi. Vâng, sau khi Liên Xô sụp đổ thì nhà thơ Tố Hữu đó có một bài thơ rất hay và rất đúng với sự thật ở Liên Xô lúc bây giờ, là khi mà chủ nghĩa xét lại đã thắng thế, Đảng Cộng sản giải tán, thì cả đàn sói chồm lên cắn vào lịch sử, cào chiến công, xé cả xác anh hùng. Vâng, chủ nghĩa xét lại đã hạ bệ được thần tượng Stalin. Ông chính là người đã lãnh đạo quân và dân Xô Viết đánh đuổi và làm thất bại cái mưu đồ của chủ nghĩa phát xít Đức. Chúng tôi xin được đọc tiếp. Bài học từ sự sụp đổ của Liên Xô đã cho ta rất nhiều kinh nghiệm quý báu, nhất là tìm ra những nguyên nhân cả khách quan và chủ quan. Song với tư duy biện chứng, các nhà kinh điển của chủ nghĩa Marx Lenin và Bác Hồ từ trước đây đều cho rằng bài học từ những nguyên nhân chủ quan là quan trọng nhất, bởi vì như đã từng dự báo, không ai có thể làm sụp đổ sự nghiệp của họ nếu không phải chính họ tự làm sụp đổ sự nghiệp của mình. Và sự thật, cùng với sự tấn công quyết liệt của kẻ thù, thì chính những người mang danh là đảng viên Đảng Cộng sản Liên Xô đã làm tan rã đảng và nhà nước Xô Viết một thời hùng mạnh này. Vâng, nhận xét này của Trung tướng cũng rất là đúng, cũng đúng như là cái nhận định của Vladimir Ilyich Lenin, không ai có thể làm sụp đổ sự nghiệp của họ nếu không phải chính họ tự làm sụp đổ sự nghiệp của mình. Vâng, thời gian vừa qua thì chúng ta cũng đã kiểm chứng được cái điều này. Mặc dù suốt 43 năm qua, những thế lực thù địch và bè lũ chống cộng cực đoan ở hải ngoại gào thét hoặc là có những nhiều những cái kế hoạch chiến dịch thì đều không làm gì được cho chúng ta. Thế nhưng chỉ với những vài những cái bài xuyên tạc về lịch sử, xuyên tạc về sự thật, thì nó đã làm cho lòng dân chúng ta hoang mang và nghi ngờ, đúng như nhận định của Trung tướng Nguyễn Tấn. Chỉ không ai có thể làm sụp đổ sự nghiệp của họ nếu không phải chính họ tự làm sụp đổ sự nghiệp của mình. Đây là điều mà người dân chúng tôi rất mong những người lãnh đạo đảng, những người lãnh đạo nhà nước nhìn ra được vấn đề này và thấy rõ được cái nguy cơ cũng như sự nguy hiểm của cái vấn đề này. Đó là việc có rất nhiều những cán bộ ở nhiều địa phương đã không tuân thủ, không tu dưỡng đạo đức, cho nên đã làm xấu đi hình ảnh của những người đảng viên. Cho nên rất mong phải có những cái cuộc chỉnh huấn hoặc là rút kinh nghiệm để chúng ta có được cái sự kiện toàn về mặt tổ chức, cũng như là làm cho đảng mạnh lên, lấy lại niềm tin của người dân, thì lúc đó không kẻ thù nào có thể làm chúng ta sụp đổ được. Con Trần Ngơ xin phép đọc tiếp. Đó là khi viết sử. Xin lỗi. Còn với đất nước ta, khi ta bước vào thiên niên kỷ mới,
cũng bắt đầu xuất hiện trở lại hiện tượng của chủ nghĩa xét lại lịch sử. Tuy chưa đến mức như ở Liên Xô và những năm của thập kỷ 80, song cũng cần phải báo động và kiên quyết đấu tranh loại bỏ. Có thể khái quát những biểu hiện của chủ nghĩa xét lại lịch sử này như sau. Thứ nhất, về phương pháp luận, họ xa rời phương pháp luận Marx Lenin mà lại núp dưới cái gọi là phương pháp khách quan đổi mới toàn thể văn hóa. Vậy chúng ta thử phân tích cách nhìn của họ như thế nào. Đó là khi viết sử phải dùng những từ tránh miệt thị, trung tính, bất chấp sự thật lịch sử. Họ không đứng về phía của những người làm nên lịch sử mà tự mình đứng cửa giữa, tức là trung tính. Và họ cho đó là khách quan để từ đó họ cho mình cái quyền bác bỏ những gì người trong cuộc đã viết, đã nói hoặc lịch sử đã ghi chép lại, như kiểu đến nay chúng tôi không đủ cơ sở để khẳng định lịch sử dân tộc ta có 4.000 năm, nên chúng tôi sửa lại dân tộc ta có mấy ngàn năm lịch sử. Và họ biết nếu viết và nói vậy sẽ bị mọi người phản ứng. Họ đã chiết chung bằng cụm từ dân tộc ta trải qua mấy ngàn năm lịch sử. Hay như gần đây trong bộ lịch sử 15 tập của nhóm biên tập do ông Trần Đức Cường làm tổng chủ biên đã bỏ cụm từ ngụy, một cụm từ mà cả dân tộc đã hy sinh hàng triệu người để đánh cho Mỹ cút, đánh cho ngụy nhào, thu non sông về một mối, theo họ cũng với lý do cho khách quan, cho trung tính và tránh miệt thị. Và cái đoạn này Trần Cơ thấy cũng cần phải lên những cái suy nghĩ cũng như là nhận xét của mình. Trần Cơ xin đọc lại để mọi người cùng hiểu thêm về ý của tác giả muốn nói trong đoạn văn này. Đó là khi viết sử phải dùng những từ tránh miệt thị, trung tính, bất chấp sự thật lịch sử. Họ không đứng về phía của những người làm nên lịch sử mà tự mình đứng cửa giữa, tức là trung tính. Và họ cho đó là khách quan để từ đó họ cho mình cái quyền bác bỏ những gì người trong cuộc đã viết, đã nói hoặc lịch sử đã ghi chép lại. Và đây là cái điều mà những nhà viết sử mang trong mình cái tư tưởng xét lại, cho nên họ đã không viết đúng vì họ cho rằng viết như thế có thể là do miệt thị hoặc là họ không trung thành với những cái gì tổ tiên của chúng ta để lại. Nhưng mọi người đều biết chúng ta đã học lịch sử từ hồi nhỏ thì chúng ta đều học rằng đất nước ta đã có 4.000 năm lịch sử. Nhưng hàng ngày nay họ cho rằng muốn khách quan, muốn này nọ thì không xác định được, cho nên họ tự ý viết rằng đất nước ta đã trải qua mấy ngàn năm lịch sử một cách rất mơ hồ. Và đây là điều mà họ đang áp dụng khi mà họ không tuân thủ theo những gì lịch sử trước kia cha ông chúng ta để lại. Xin hỏi mấy nhà viết sử, nếu đứng về quan điểm của ông thì chúng ta có thể xác định được Thánh Gióng là người có thật hay không? Nếu theo quan điểm đó thì các người cũng sẽ rất dễ dàng bỏ đi những hình ảnh anh hùng đã trở thành truyền thuyết của dân tộc Việt Nam. Đây mới là cái sự gian xảo của những nhà viết sử mà Trung tướng đã chỉ ra rất rõ trong đoạn viết vừa rồi. Vâng. Nói như Đại tướng Võ Nguyên Giáp, những người viết sử, những người phải có cái tấm lòng trung thực và có ngòi bút ngay thẳng. Ở đây họ lợi dụng cái quan điểm là viết sao cho nó khách quan, cho nó tránh cái sự miệt thị, cho nên họ đã sẵn sàng cho họ cái quyền có thể sáng tác ra lịch sử. Đó là điều mà chúng ta cần lưu ý. Nói về cái chuyện miệt thị thì chính ông Nguyễn Thanh Sơn cũng đã dùng cái chiêu bài này để mà bào chữa cho cái quan điểm lịch sử của ông ta và phe nhóm của ông ta. Ông ta cho rằng chúng ta gọi chính quyền Ngô Đình Diệm, chính quyền Nguyễn Văn Thiệu là ngụy quân, ngụy quyền thì nghe nó có vẻ miệt thị. Đây là lịch sử đã từng xảy ra, đã từng chứng kiến,
những cái cụm từ này dành cho bè lũ bán nước, dành cho bè lũ tay sai, đó là chính quyền do Mỹ lập lên ở miền Nam Việt Nam. Gọi như thế nó mới rất đúng và thực tế. Và chính nhờ cách xác định và cách gọi tên đúng đắn như thế, cho nên Đảng Cộng sản Việt Nam, những nhà lãnh đạo Việt Nam đã phát huy được cái tinh thần yêu nước, cũng như là phân định rõ đâu là địch, đâu là ta, cho nên chúng ta mới có những cái bước tiến rất là đúng đắn trong cái sự nghiệp giải phóng dân tộc. Nhưng cho đến ngày hôm nay thì những nhà viết sử lại cố tình hướng dư luận như thế, chúng ta gọi ngụy quân ngụy quyền là biệt thị. Theo riêng ý kiến của Trần Ngơ thì cái từ ngụy quân ngụy quyền đã là rất lịch sự, đã là rất tế nhị. Thay vì nếu như phải gọi đúng cái bản chất, gọi đúng cái bộ mặt của cái chính quyền này thì chúng ta phải gọi họ là chính quyền tay sai, là chính quyền bù nhìn. Chính quyền bù nhìn bởi vì họ không có một cái quyền hành gì trong cái quyết sách của một quốc gia. Thậm chí phải nhường cả những cái phần đất, máu thịt mà tổ tiên chúng ta đã trải qua bao gian nan vất vả mới giành lại được. Họ sẵn sàng tuân theo lệnh của quan thầy, dâng những cái hòn đảo vô cùng quý giá ở ngoài biển Đông cho ngoại bang. Cho nên, theo Trần Ngư, không thể dùng cái khái niệm là tránh miệt thị hay là tránh ngày. Lịch sử nó phải là chân thật, dù nó gồ ghề, dù nó có xấu xí đến đâu, thì lịch sử cũng cần ghi chép lại một cách trung thực. Thầy Ngơ xin phép được đọc tiếp. Lại nữa, nhân danh đổi mới, họ xóa cả tên anh hùng. Sự việc có thật, họ bảo rằng không có. Như câu chuyện về ngọn đuốc sống anh hùng Lê Văn Tám, họ cho rằng đây là câu chuyện không có thật. Về việc chị Võ Thị Sáu thì có kẻ nói chị là kẻ điên, thậm chí vẽ ra chuyện Bác Hồ không ra đi từ bến cảng Nhà Rồng vì năm 1911 chưa có bến cảng này, trong khi cảng Nhà Rồng đã có từ năm 1899. Hay như gần đây họ biến cuộc ngụy chiến ở quần đảo Hoàng Sa trong Sài Gòn làm theo lệnh quan thầy Mỹ bàn giao cụm đảo phía Tây cho Trung Quốc. Từ tội danh bán một phần lãnh thổ cho ngoại bang, họ đổi mới thành những người bảo vệ Tổ quốc. Thậm chí họ còn có ý định đề nghị công nhận những nạn nhân này thành liệt sĩ. Thật xấu hổ khi họ cho rằng một chế độ bán nước lại còn có Tổ quốc để mà bảo vệ. Nếu ngụy quyền Sài Gòn có Tổ quốc thì họ là một quốc gia, và chúng ta xóa đi chế độ đó thì phải chăng chúng ta đi xâm lược, và có đời thừa nhà ai người Việt Nam lại đi xâm lược nước nào. Vâng, đoạn này cũng rất là hay, rất là nêu bật lên được cái nhân danh này nọ của những nhà viết sử, mà thực chất đây là chính là sự xuyên tạc sự thật lịch sử, xuyên tạc lịch sử. Họ bịa đặt ra những câu chuyện như Phan Huy Lê nói rằng hình ảnh anh hùng Lê Văn Tám là không có thật, họ ngang ngược tới mức độ mà xuyên tạc cả sự thật lịch sử. Hay như Nguyên Ngọc thì lại nói rằng chị Võ Thị Sáu bị bệnh tâm thần. Nguy hiểm hơn, chính quyền tay sai Nguyễn Văn Thiệu đã dâng cái đảo Hoàng Sa cho Trung Quốc theo lệnh quan thải Mỹ, nhưng họ là ngụy tạo thành một cái trận, như Trung tướng nói đây là một trận ngụy chiến, tức là họ bày ra cái cuộc chiến này, chứ thực ra thì Mỹ nó đã thỏa thuận với Trung Quốc để Trung Quốc chiếm giữ cái đảo Hoàng Sa lớn, cái đảo Hoàng Sa lớn. Nhưng họ lại cố tình tô điểm lên rằng những binh sĩ của chế độ Việt Nam Cộng Hòa đã anh dũng chiến đấu để bảo vệ biển đảo của Tổ quốc. Vâng, chúng ta có thể thấy rõ ràng qua những cái hồi ký của chính những viên sĩ quan trong chính quyền Sài Gòn khi nói về sự kiện này. Đây thực sự là một cuộc chiến, đúng như là Trung tướng Nguyễn Thanh Tuấn đã nói. Nhưng điều nguy hiểm hơn là họ, những nhà viết sử hoặc là những cái
Trung Quốc của đoàn lại muốn vinh danh những binh sĩ Việt Nam Cộng Hòa đã tử nạn trong cái trận ngụy chiến với Trung Quốc. Đây chính là sự xuyên tạc sự thật lịch sử, muốn phủ bụi vào lịch sử, muốn đổi trắng thay đen. Vâng, đấy là cái thâm độc của những tên ngụy sử. Chúng tôi được đọc tiếp. Với quan điểm toàn thể, họ đã khai thác mọi nguồn lực, cả địch, cả ta, cả người trong cuộc và ngoài cuộc, kể cả tư liệu của bọn chống cộng trong nước và thế giới. Để rồi, với cách nhìn khách quan trung tính, họ đã viết lịch sử theo kiểu hầm bà làng, hoặc cố tình lập lờ, mà đáng ra họ chỉ có thể kết luận theo sự thật mà nó đã xảy ra. Theo cách như tôi đã dẫn ở trên về sự kiện Trung Quốc chiếm giữ trái phép cụm đảo phía Tây ở quần đảo Hoàng Sa năm 1974. Họ lấy tư liệu bịa đặt của ngụy quyền Sài Gòn, bất chấp thực tế là ngụy đã dâng Hoàng Sa cho Trung Quốc theo lệnh của Mỹ, hay như họ ra sức ca ngợi Sài Gòn là hòn ngọc Viễn Đông, bất chấp sự thật đây là hòn ngọc ăn chơi du hí của cả thời Pháp thuộc và thời Mỹ. Vâng, đúng vậy, họ luôn luôn ca ngợi Sài Gòn là hòn ngọc Viễn Đông, nhưng nó chỉ thực sự là hòn ngọc với những kẻ có tiền, có bạc, của những kẻ xâm lược, của những kẻ cầm đầu trong cái chính quyền tay sai mới có đủ sức để mà ăn chơi hoặc hưởng lạc ở một khu vực trung tâm thành phố thôi. Chứ mọi người dân chúng ta đã biết, thực ra Sài Gòn nó chỉ được ở một khu vực như quận nhất, quận ba, chứ còn chúng ta nhìn vào những gốm kênh Tổ Hũ hay là kênh Thị Nghè thì chẳng ai dù gan dạ đến đâu cũng không thể nói đây là hòn ngọc Viễn Đông. Đây là cách tuyên truyền sai sự thật, muốn lật lại lịch sử. Họ luôn luôn muốn nói sai sự thật, muốn người dân hiểu sai về sự thật. Đó là âm mưu của những tên ngụy sử. Chúng tôi xin phép được đọc tiếp. Họ đã đẻ ra cái quan điểm văn hóa này thì các nhà triết học chắc phải làm một cuộc hội thảo để xem có cái gọi là phương pháp luận văn hóa hay không. Xong, ở đây họ có ý đồ. Chế độ điện thoại hết pin rồi. Vâng, rất tiếc là trước khi nói chuyện chân ngơ không kiểm tra xem điện thoại còn pin hay không, cho nên điện thoại của chân ngơ hết pin rồi. Chân ngơ thành thật xin lỗi mọi người và sẽ tiếp tục khi điện thoại chân ngơ sạc pin đầy.